nào khiến Mai Phương và nhiều nghệ sĩ mắc bệnh ung thư phổi. Dù không sử dụng thuốc lá hay chất kích thích, nhưng các nghệ sĩ như Minh Thuận, Mai Phương, Lê Bình lại rơi vào căn bệnh ung thư phổi. Đây cũng là câu hỏi được nhiều khán giả đặt ra trong thời gian gần đây khi số lượng người mắc bệnh chưa có dấu hiệu thuyên giảm, đặc biệt thường rơi vào những nghệ sĩ đang hoạt động showbiz. Và những nguyên nhân nào đã khiến bệnh ung thư phổi lại càng phổ biến như vậy? Theo bác sĩ Tạ Chi Phương, nguyên trưởng khoa ung bướu Bệnh viện Phổi Trung ương, người trực tiếp chữa trị cho nghệ sĩ Hán Văn Tình chia sẻ, đa số bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi đều ít nhiều liên quan đến thuốc lá. Đó có thể là hút thuốc chủ động, có thể là hút thuốc thụ động, hoặc thậm chí có người bỏ hút thuốc lá hàng chục năm vẫn có thể mắc ung thư phổi. Chỉ có một số ít những người mắc ung thư phổi là không liên quan đến thuốc lá, trong đó có ô nhiễm khói xe, phóng xạ, các bệnh liên quan đến phổi. Yếu tố gen cũng nằm trong những nguyên nhân gây nên bệnh ung thư phổi. Theo một nghiên cứu của Mỹ, có một nhóm người trẻ tuổi không hút thuốc nhưng vẫn mắc bệnh ung thư có chung một loại gen đột biến có tên là EGFR, là một nhóm những bệnh nhân khác có tế bào biến chứng ALK và AOS1. Chế độ sinh hoạt thất thường. Là nghệ sĩ, nhất là những diễn viên, nên lịch làm việc của họ rất dày đặc và chủ yếu là vào ban đêm. Chính vì giờ giấc làm việc khác thường nên những bữa ăn vội vã, thiếu ngủ, đặc biệt là tắm đêm thường xuyên khiến sức khỏe của họ không thể ổn định. Tắm đêm thường xuyên sẽ dẫn đến nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là những người có sức khỏe về đường hô hấp, phổi sẽ rất dễ gây bệnh. Đặc biệt tắm khuya có thể là nguyên nhân gây viêm phổi, dẫn đến phổi có nước khi cơ thể bị mất nhiệt thái quá. Điều làm người bệnh không lường trước được nguy cơ bệnh tật đó chính là những giai đoạn đầu, hầu như ung thư chưa gây hại gì. Đến những giai đoạn cuối thì dấu hiệu bệnh mới rõ ràng. Lúc này có chữa trị thì cơ hội cũng rất mong manh và khó đem lại hiệu quả. Qua những trường hợp trên thì không chỉ nghệ sĩ mà khán giả bình thường cũng nên cẩn thận hơn với sức khỏe của mình. Có chế độ sinh hoạt hợp lý và thường xuyên khám định kỳ để không xảy ra những trường hợp đáng tiếc như vậy. Diễn viên Mai Phương có nhiều khả năng chữa khỏi ung thư phổi. Những ngày qua, khán giả và nhiều đồng nghiệp không khỏi xót xa khi biết tin nữ diễn viên Mai Phương mắc phải căn bệnh quái ác, ung thư phổi. Trước tình hình căn bệnh của Mai Phương, rất nhiều người đặt ra câu hỏi, căn bệnh của Mai Phương nguy hiểm như thế nào và liệu có điều trị được không? Theo đó, thạc sĩ, bác sĩ Thân Văn Tình, khoa khám bệnh, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho rằng, ung thư phổi được chia thành hai thể, đó là ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi không tế bào nhỏ. Việc điều trị khỏi ung thư phổi hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó thể bệnh và giai đoạn bệnh là quan trọng nhất. Bác sĩ Thịnh chia sẻ thêm, nếu bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn sớm, phẫu thuật sẽ có tiên lượng rất tốt, có thể sống thêm hàng chục năm. Ngược lại, phát hiện ở giai đoạn không thể phẫu thuật thì sẽ phải điều trị bằng hóa chất, xạ trị. Với trường hợp của diễn viên Mai Phương, bác sĩ Thịnh cho biết nếu nữ diễn viên này có hiện tượng di căn xương thì nhiều khả năng đã ở giai đoạn 4 của bệnh. Nếu bệnh nhân di căn xương thuộc thể biểu mô tuyến có đột biến gen dương tính thì điều trị đích là tốt nhất. Theo đó, bệnh nhân kết hợp điều trị hóa chất, sau đó điều trị đích và chống di căn xương, tổn thương xương, tức Mai Phương vẫn có thể duy trì bằng việc kết hợp nhiều phương pháp khác nhau. Được biết, ung thư phổi là loại ung thư mà nhiều người Việt Nam mắc phải nhất hiện nay. Thực tế, trước diễn viên Mai Phương đã có không ít các ca sĩ, nghệ sĩ từng mắc và tử vong vì căn bệnh ung thư như ca sĩ, diễn viên Minh Thuận, nghệ sĩ Thanh Duy, nghệ sĩ ưu tú Hán Văn Tình, nghệ sĩ Văn Hiệp. Tuy nhiên, trên thế giới cũng có những trường hợp duy trì được sự sống hàng chục năm dù đã ung thư giai đoạn cuối. Nổi tiếng nhất là trường hợp của ông Craig Vestos. Thay vì sử dụng biện pháp xạ trị, hóa trị, ông được dùng một loại thuốc gọi là thuốc nhắm trúng đích. Nó có thể tấn công các đột biến trong khối u và dần tiêu diệt ung thư. Sau đó, những cơn ho và mệt mỏi mãn tính của Craig bắt đầu thuyên giảm. Quan trọng hơn, khi khối u ở cả hai bên phổi dần co lại, Craig có thể thở dễ dàng hơn trước. Cho đến nay, hơn 13 năm đã trôi qua, kể từ ngày trị bệnh, ông vẫn sống khỏe mạnh. Để phòng bệnh ung thư, các chuyên gia cho rằng con người không hút thuốc, hạn chế uống rượu bia, tránh môi trường ô nhiễm, thể dục thể thao hợp lý, lành mạnh, nên đi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng, 1 năm một lần để phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Nhói lòng khoảnh khắc Mai Phương ngồi xe lăn, nắm chặt tay người thân trước khi vào phòng xạ trị. Theo thông tin từ bệnh viện, hiện tại nữ diễn viên Mai Phương đang tiến hành xạ trị và thực hiện các biện pháp điều trị để giúp cô vượt qua được bệnh tật. Chỉ sau 2 ngày, thông tin diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi được đăng tải trên các trang cá nhân, mạng xã hội. Nhiều người lo lắng cho sức khỏe của cô. Hầu hết mọi người đều chung tay kêu gọi ủng hộ và cầu nguyện cô thoát khỏi bệnh tật hiểm nghèo.
đa số các thông tin xuất hiện trên mạng cho rằng diễn viên Mai Phương đang mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Tuy nhiên, phía gia đình Mai Phương đã lên tiếng. Theo đại diện gia đình nữ diễn viên, Mai Phương phát hiện bệnh từ 2 tuần trước và bệnh tình đang ở giai đoạn 2 của bệnh chứ không phải giai đoạn cuối như mọi người nghĩ. Thêm vào đó, ngày 18 tháng 8, Mai Phương nhập viện vì bị sốc thuốc và sức khỏe đang có diễn biến tốt hơn. Hiện diễn viên Mai Phương điều trị tại bệnh viện 175 thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ điều trị cho biết, tình hình bệnh tình của nữ diễn viên đang điều trị hai liệu trình để bảo vệ xương bên cạnh việc ngăn tế bào ung thư di căn. Bên cạnh đó, bệnh nhân được áp dụng thuốc nhắm trúng đích cho quá trình điều trị. Đây là loại thuốc trong điều trị ung thư được các bác sĩ chuyên khoa đánh giá cao và xem nó như phương pháp cuối cùng để điều trị bệnh ung thư. Bên cạnh đó, rất nhiều các đồng nghiệp, bạn bè, người thân của Mai Phương đã đến thăm hỏi, động viên nữ diễn viên vì lượng người đến quá đông, nhiều người phải chờ đợi và vào từng lượt để tránh gây ảnh hưởng tới những người khác trong phòng bệnh nhân. Quá trình điều trị cho bệnh nhân sẽ phải kéo dài, vì các bước điều trị hiệu quả đến đâu phụ thuộc vào bệnh tình, cơ địa thích ứng của người bệnh. Trong quá trình điều trị, các bác sĩ sẽ áp dụng những phương pháp điều trị hiệu quả nhất phụ thuộc vào tình hình cụ thể. Mai Phương nắm chặt tay người thân trước khi vào xạ trị, có thể thấy cơ thể cô không thể đi được mà phải ngồi xe lăn. Theo thông tin từ bệnh viện, hiện tại Mai Phương đang tiến hành xạ trị và thực hiện các biện pháp điều trị để giúp cô vượt qua được bệnh tật. Nữ diễn viên sinh năm 1985 sẽ phải điều trị tích cực, sử dụng nhiều loại thuốc trên cơ thể khá mệt nên sẽ khó khăn trong việc đi lại. Ốc Thanh Vân luôn hy vọng, mong muốn có một phép màu dành cho Mai Phương, nhìn cảnh đau đớn bệnh tật của người em mà cô không cầm được nước mắt. Khi biết tin Mai Phương mắc bệnh nặng trong khi cô là mẹ đơn thân, kinh tế còn nhiều khó khăn nên các đồng nghiệp, bạn bè đã kêu gọi mọi người chung tay giúp cô vượt qua giai đoạn này. Mai Phương đã nhận được hơn 1 tỷ đồng tiền hỗ trợ từ giới nghệ sĩ và người hâm mộ. Kể từ tối thứ Bảy ngày 18 tháng 8, khi thông tin Mai Phương nhập viện vì ung thư phổi được đăng tải, nghệ sĩ Việt, những người đồng nghiệp của nữ diễn viên Hương Phù Sa đã liên tục gửi tới cô những lời nguyện cầu, mong cô sớm được qua thử thách khó khăn này. Không chỉ thế, hiện tại, nghệ sĩ Hồng Vân, Ốc Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng còn đang kêu gọi quyên góp để giúp đỡ người mẹ đơn thân kiên cường. Theo thông tin mới nhất được các nghệ sĩ cập nhật, thì hiện Ốc Thanh Vân sẽ đón và chăm sóc bé La Vi, con gái của Mai Phương. Nữ MC khẳng định, cô sẽ lo cho La Vi như lo cho con của mình. Còn nghệ sĩ Hồng Vân cùng diễn viên Minh Luân cũng đã chuyển tới tận tay Mai Phương số tiền 120 triệu đồng vào sáng ngày 19 tháng 8 và từ đó đến trưa nay, ngày 20 tháng 8 là hơn 41 triệu đồng. Nghệ sĩ Hồng Vân cập nhật số tiền quyên góp nhận được, Ốc Thanh Vân khẳng định là sẽ lo cho La Vi như con của mình. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng Lệ Quyên cũng đã tạm trích 100 triệu đồng từ quỹ Ấm Tình Nghệ Sĩ để gửi tới Mai Phương. Tiếp theo, các nghệ sĩ sẽ tổ chức hai đêm nhạc tại phòng trà không tên vào tối ngày 30 và 31 tháng 8 để quyên góp hỗ trợ chi phí chữa bệnh cho Mai Phương. Theo thông tin ban đầu từ Mr. Đàm, thì đêm nhạc sẽ có khá nhiều nghệ sĩ tên tuổi tham gia như Hồng Nhung, Quang Lê, Quang Linh, Lệ Quyên, Vũ Hà, Dương Triệu Vũ, Bảo Anh, Túc Tiên, Quốc Đại, Lê Hiếu, Quốc Thiên, Trấn Thành, Trường Giang. Không chỉ thế, từ hải ngoại, ca sĩ Thanh Thảo đã gửi gấp 2.500 đô về Việt Nam và nhờ bạn bè chuyển tận tay gia đình Mai Phương. Còn các nghệ sĩ Hồ Ngọc Hà, Cát Phượng, vợ chồng Anh Thơ, Bình Minh, diễn viên Kim Chi, MC Quyền Linh, ca sĩ Lam Trường, nghệ sĩ Hữu Châu, diễn viên Băng Di, Vi Anh, Akira Phan cũng đã chung tay để Mai Phương mạnh mẽ vượt qua giai đoạn đầy khó khăn trước mắt. Tính đến thời điểm hiện tại, số tiền mà Mai Phương nhận được từ giới nghệ sĩ và người hâm mộ đã lên đến tiền tỷ và vẫn tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Có thể thấy, cái tình trong showbiz ngay lúc này đã được thắp lên và lan tỏa mạnh mẽ. Bác sĩ điều trị lần đầu công bố tình trạng bệnh tình của nữ diễn viên Mai Phương. Bác sĩ điều trị chính cho Mai Phương cho biết hiện cô đang điều trị song song hai liệu trình để bảo vệ xương bên cạnh việc ngăn tế bào ung thư di căn. Sau khi nghe tin nữ diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi, nhiều nghệ sĩ đã sát cánh cùng cô trong giai đoạn khó khăn này. Hai ngày qua, nhiều nghệ sĩ, bạn bè và khán giả đã đến tận nơi thăm hỏi, động viên tinh thần nữ diễn viên giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn. Được biết, hiện nữ diễn viên đang rất yếu và đau buốt toàn thân, phải dùng thuốc chống hủy xương vì xương rất giòn, có thể gãy bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bỏ qua những chuyển biến xấu về sức khỏe, Mai Phương vẫn giữ vẻ tươi tắn, lạc quan như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mới đây, bác sĩ Phạm Thành Luân, người trực tiếp điều trị cho nữ diễn viên tại bệnh viện, đã có những lời chia sẻ về bệnh tình của Mai Phương với khán giả. Bác sĩ cho biết ông rất thông cảm cho khán giả với mong muốn cập nhật bệnh tình của Mai Phương.
Tuy nhiên, do yêu cầu bảo mật từ phía người nhà bệnh nhân, nên hiện tại bác sĩ chỉ được cho phép cung cấp một số thông tin cho phép cho khán giả biết. Theo đó, Mai Phương đang điều trị song song hai liệu trình để bảo vệ xương bên cạnh việc ngăn tế bào ung thư di căn. Ngoài ra, bệnh viện áp dụng thuốc nhắm trúng đích cho quá trình điều trị. Đây là loại thuốc trong điều trị ung thư được các bác sĩ chuyên khoa đánh giá cao và xem nó như phương pháp cuối cùng để điều trị bệnh ung thư giai đoạn muộn. Một liệu trình điều trị sẽ kéo dài từ vài tháng đến thậm chí vài năm. Tuy nhiên, thời gian và mức độ điều trị có hiệu quả cao hay không còn phụ thuộc vào cơ thể bệnh nhân để bệnh viện đưa ra phương án hợp lý nhất, ông cho biết.